Chà, tôi nghĩ tất cả chúng ta ai cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ với các đại dương khi các sinh vật đáng sợ bắt đầu ngoi lên. Một con cá với cái que xương sẩu dài ngoằn vươn ra từ đầu. Một sinh vật trông giống như một đống spaghetti rung động. Một con tôm trắng to bằng lòng bàn tay người lớn. Một con cá có răng với xương sườn phát sáng. Một con bọ biển to bằng một con mèo. Một con sứa màu tím trông giống dung nham. Có người gọi chúng là quái vật, có người chắc chắn chúng đến từ hành tinh khác. May mắn thay, các nhà khoa học đã nhanh chóng trấn an mọi người. Những sinh vật này là cư dân ở những nơi sâu nhất dưới đáy biển và vốn vẫn luôn sống trên hành tinh chúng ta. Có điều gì đó đã buộc chúng phải lộ diện. Ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Nam Cực, một tàu nghiên cứu đang gặp sự cố. Một khối băng vỡ ra từ một tảng băng trôi lớn và rơi xuống bom tàu. Băng giá nghiêm trọng, nước lạnh giá, một cơn bão sắp xảy ra và hầu như không có cơ hội cứu thoát. Không thể chờ đợi cứu hộ vì họ sẽ mất vài ngày mới tìm thấy con tàu. Một vài thủy thủ rơi xuống tàu và phát hiện ra nước ấm. Điều đó thật kỳ lạ. Như vậy, thủy thủ đoàn có thể cầm cự được lâu hơn và cuối cùng họ cũng được cứu. Tất cả các đại dương bắt đầu ấm lên. Thông thường, nước được làm nóng rất chậm từ bên ngoài do mặt trời, do khí nhà kính hay đại loại những thứ như vậy. Ngay cả khi nhiệt độ chỉ tăng một chút thôi cũng là vấn đề lớn. Bây giờ, đại dương đang nóng lên nhanh chóng từ bên trong, từ dưới đáy. Các nhà khoa học thả thiết bị nghiên cứu có thể chịu được nhiệt độ và áp suất cao xuống sâu dưới nước. Càng xuống sâu, họ càng thấy ít các vi sinh vật sống bơi lội xung quanh. Khi gần chạm tới đáy, nước trở nên rất nóng. Các nhà khoa học phát hiện một vết nứt trên vỏ trái đất giống như một ngọn núi lửa. Chỉ có điều nó phẳng. Năng lượng nóng của lõi trái đất tràn ra ngoài và làm nóng đại dương. Rất nhanh, việc tồn tại dưới đó trở nên bất khả thi nên toàn bộ sinh vật bí hiểm dưới đáy biển sâu bắt đầu ngòi lên mặt nước. Về cơ bản, các đại dương trên thế giới vẫn là một bí ẩn. Bất kể loài động vật vô danh nào đang ẩn nấp dưới sâu, chúng đều đang bơi lên mặt nước. Con mực khổng lồ, to bằng một chiếc xe buýt, thình lình xuất hiện và tấn công các con tàu. Lời đồn về Kraken đó giờ đây nghe có vẻ không quá điên rồ. Các nhà hải dương học khám phá ra các loài động vật mới mỗi ngày. Nhưng nước nóng không phải là yếu tố duy nhất buộc những sinh vật này ra khỏi bóng tối. Hiện không có đủ oxy trong đại dương vì nước ấm chứa ít oxy hơn nước lạnh. Đi theo những con quái vật từ dưới sâu, hàng trăm nghìn con cá voi, cá heo, cá mập và cá bình thường bơi lên mặt nước. Toàn bộ sự sống phong phú của thế giới dưới nước trôi dạt vào bờ để có được lượng oxy quý giá đó. Mọi người không thể bước chân lên bãi biển nữa, ít nhất là không xuống nước. Ai dám ngâm mình trong đại dương nếu có thể sẽ bắt gặp một con mực khổng lồ hoặc một con cá mập đói chứ. Cua và rùa đều bò lên bờ. Một cuộc tranh giành thức ăn bắt đầu nổ ra giữa tất cả các sinh vật biển. Tất cả mọi người không ngồi yên đúng theo nghĩa đen, nhưng họ chẳng làm gì khác ngoài đánh bắt cá, hoạt động này trở nên cực sôi động. Tất nhiên, việc đánh bắt như vậy không thể tồn tại mãi. Nước nóng bốc hơi nhanh chóng trên bề mặt các đại dương. Lượng hơi nước khổng lồ biến thành những đám mây mưa khổng lồ. Gió lùa mây vào đất liền và mưa rào đổ xuống các thành phố và thị trấn ở khắp mọi nơi. Mưa cả ngày cả đêm, một dòng nước mạnh đang chảy xuống con phố bên ngoài căn hộ của bạn, cuốn theo ô tô, hòm thư và thùng rác. Bạn là kiểu người lạc quan vậy nên lướt sóng thôi. Ngày hôm sau, mưa vẫn tiếp tục và ngày tiếp theo cũng thế. Tầng trệt của mọi tòa nhà đều ngập nước, giống như một hệ thống nước thải mới. Nghĩa là các đường phố không chỉ ngập trong nước mưa mà còn ghê hơn thế. May thay, cơn mưa cuối cùng cũng kết thúc. Nước đang rút dần, nhưng có một thảm họa khác đang chờ ở phía trước. Nhờ lượng không khí nóng thoát ra từ các đại dương ấm hơn, lốc xoáy và bão nhiệt đới trở thành cơn ác mộng mỗi ngày. Gió mạnh thổi bay mái nhà và toàn bộ hoạt động hàng không đều ngưng trệ. Các cửa sổ chẳng thể chống chọi nổi. Mọi người chủ yếu trốn trong nhà của mình, mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Cơn bão dịu đi, bạn bước ra một con đường vắng vẻ, đổ nát và nhìn thấy một bóng đen lớn. Nó ngày càng to hơn. Bạn quay lại và thấy một bức tường khổng lồ, bức tường được tạo thành từ nước. Một cơn sóng thần lớn đang giáng xuống bạn. Bạn chạy nhanh vào trong và lao đến phần còn lại có mái nhà. Các sông băng khổng lồ ở Nam Cực đã tan chảy vì đại dương nóng. Mực nước đang tăng trên khắp thế giới.
Những cơn sóng thần khổng lồ hoành hành khắp nơi, làm ngập các thành phố ven biển ở mọi lục địa. Cảnh quan của hành tinh đang thay đổi. Hàng triệu năm trước, thực ra hầu hết các sa mạc trên thế giới đều nằm dưới đáy biển và đại dương. Giờ đây, lịch sử đang lặp lại. Sóng thần lại được thay thế bằng những trận mưa và bão mới. Nhưng loại dần chấp nhận rằng cuộc sống trên trái đất sẽ không bao giờ như cũ nữa. Cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử của loài người đang diễn ra. Các siêu đô thị ngập nước trở nên vắng tanh, bơi lội trở thành kỹ năng sống còn. Bạn và những người khác cố sinh tồn trên những mảnh đất nhỏ, cách nguồn nước đủ xa để bão và sóng thần không ảnh hưởng quá lớn. Một số người định cư trên các ngọn núi mà bây giờ trông giống như những hòn đảo nhỏ, bao quanh là nước không có sự sống. Cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn, bạn đã quen với mưa rào bất tận và sự di chuyển thường xuyên, nhưng lại có một vấn đề mới. Hơn một nửa lượng oxy trên hành tinh đến từ rong biển và thực vật phù du. Những sinh vật này dùng tia nắng để chuyển carbon dioxide thành oxy. Bây giờ vì nước nóng nên tất cả đều biến mất. Hầu hết các khu rừng và cánh đồng đều bị ngập lụt. Bầu khí quyển của trái đất đang mất đi lượng oxy dự trữ khổng lồ. Mọi người dần cảm thấy khó thở. Oxy vô cùng quan trọng, không chỉ với chức năng của cơ thể mà còn với trí óc bạn nữa. Bạn di chuyển chậm hơn, không thể đưa ra quyết định sáng suốt, quên mất mình đang đi đâu và tại sao. Thật khó để giải quyết các vấn đề lớn. Nhưng trái đất thích nghi rất tốt. Không lâu nữa, hệ sinh thái của hành tinh sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Nước trong các đại dương vẫn còn nóng, nhưng không phải ở khắp mọi nơi. Tại một số nơi trên thế giới, các vùng biển mới đã hình thành. Nhờ vào các sông băng tan chảy, nước ở những vùng biển mới này trong lành và lạnh. Rong biển xuất hiện trở lại, không khí tràn đầy oxy và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, bạn hít thở sâu. À, nhưng những cơn mưa bất tận vẫn cứ kéo đến. Và không chỉ đại dương mà bầu khí quyển cũng trở nên nóng hơn. Những vùng biển mới cứu thế đó bắt đầu bốc hơi. Trên mọi lục địa có những điểm hoàn toàn vắng sự sống, chỉ toàn nước nóng và không khí nóng. Nhưng mọi người vẫn còn nước vì có một nguồn cấp nước ổn định từ các sông băng tan chảy. Nước này hầu như không mặn nên thay cho Nam Cực là một đại dương thứ 5 nước ngọt hay là đại dương thứ 6 nhỉ? Tôi không bao giờ nhớ được. Sinh vật biển thích nghi với điều kiện sống mới, cá nhanh chóng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Giờ đây mọi người có nguồn cá và tảo giàu dinh dưỡng. Một số người chẳng bận tâm đến lũ lụt triền miên nên cứ sống quanh năm trên mặt nước. Họ xây dựng các tàu tuần dương lớn, cộng thêm các căn hộ, trường học, phòng gym, nhà hàng, cửa hàng và rất rất nhiều sushi. Bạn quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới và bây giờ là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Bạn thực sự có thể đi thuyền qua các thành phố ngập lụt. Đôi khi bạn thậm chí có thể nhìn thấy chóp của các tòa nhà chọc trời nhô ra dưới nước. Ngày càng có nhiều người quyết định dành cả cuộc đời của mình để lang thang trên các đại dương. Các tàu tuần dương ngày càng lớn hơn. Sau đó, người ta bắt đầu kết hợp các con tàu lại với nhau để tạo thành những thành phố nổi khổng lồ. Làn sóng công nghệ mới có thể giúp chúng ta sống dưới nước. Một nửa nhân loại giờ đây sống dưới biển, nhưng vẫn còn đó những vấn đề hóc búa. Các nhà khoa học cần vào cuộc và tìm cách ngăn đại dương trở nên quá nóng. Ở một số nơi, nước còn đang dần sôi sục lên. Nghĩa là trong tương lai, trữ lượng nước sẽ bốc hơi và các đại dương sẽ dần khô cạn. Các kỹ sư tạo ra bộ lọc làm mát khổng lồ và lắp đặt chúng trên khắp hành tinh. Điều này sẽ không khắc phục mọi vấn đề nhưng cũng tạo ra đủ nước mát để chúng ta sống sót. Tua nhanh thêm 1.000 năm và một số đại dương trở nên khô cằn, đồng nghĩa với việc các lục địa mới hình thành. Cơn mưa liên tục gần như đã tạnh. Các vết nứt mở ra và làm nóng đại dương cũng đã tự bịt kín. Hành tinh này vẫn tồn tại nhưng nó đã bị biến đổi nghiêm trọng. Ở một số nơi, đáy đại dương được biến thành các thành phố, trang trại và rừng. Nơi vẫn còn nước thì hoạt động giải trí mới đang thịnh hành là du ngoạn dưới nước. Muốn bơi qua quảng trường thời đại sao? Hay lặn bình dưỡng khí chụp selfie bên mặt đồng hồ trên tháp Big Ben? Chà, cứ tự nhiên thôi.